Người phụ nữ cởi chiếc váy cuối cùng. Khi người đàn ông nhìn thấy điều này, trái tim anh ta bắt đầu nóng lên. Rồi tôi nghe thấy tiếng sóng ở bãi biển. Bây giờ trông có vẻ hạnh phúc. Một người bạn có thể làm điều đó. Mặc váy trắng trên tàu. Người đẹp đứng ở mũi thuyền. Một cơn gió đang tới. Thôi anh con gái tôi lên bong tàu. Ngay khi cô cúi xuống để lấy nó, đột nhiên tôi bị một người đàn ông kéo lại. Anh vừa giải ngũ, ra sau ông nhầm tưởng mình sắp nhảy xuống biển nên ngăn lại. Chính bạn bè của anh ấy đã đưa anh ấy đi. Đại Trang vẫn luôn theo dõi người phụ nữ đó. Vẻ mặt u sầu của Soba khiến mọi người thương hại. Bạn có thể làm được điều đó không? Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Gặp hai cô bé trên đường, cảm thấy thân mật, anh quỳ xuống chào. Sau đó tôi mang hành lý đến khách sạn. Bà chủ nhà nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng như vậy, cuối cùng thì tôi cũng rất hạnh phúc. Dâu Di Phang, phụ nữ xinh đẹp như cô ấy thật hiếm có. Lúc này những vị khách bước ra đã nhìn thấy, tôi không thể không khen ngợi cô ấy. Trở về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi hơi lạc lối trong suy nghĩ. Bạn có thể làm được điều đó không? Thật kỳ lạ khi nói, tôi lại nhìn thấy Ra Sờ Wang trong phòng. Bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể làm điều đó. Về đến phòng, tôi tiếp tục uống rượu. Bạn đang ở đâu? Điều đó khiến người đàn ông bên cạnh tôi rất không vui. May mắn thay, Ra Sờ Wang có chút tình cảm với anh ấy, đã giúp anh ấy, nhưng anh vẫn đi con đường riêng của mình. Điều này khiến người đàn ông chửi bới ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng động lớn, bà chủ nhà vội chạy tới. Sau một hồi êm dịu nhẹ nhàng, chỉ khi đó anh mới trấn tĩnh được người đàn ông có kỉnh. Sau đó anh gọi Tiểu Hoa ra ngoài, nói rằng người dân trên đảo này không có niềm vui, sống bằng nghề đánh cá trên biển mỗi ngày, niềm vui duy nhất là đến quán rượu. Đôi điều về cô xếp sang trọng, sự thoải mái cũng khiến tâm trạng anh thoải mái hơn. Rồi người đàn ông dắt theo một em gái rồi bỏ đi. Đại Trang lắp bắp hỏi Tiểu Hoa xem cô ấy có muốn trải qua một đêm tuyệt vời với anh ấy không. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn có thể làm điều đó. Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh đẹp cho bạn. Tôi sẽ không cắt nó ra ở đây. Muốn xem thì vào xem hình ảnh gốc nhé. Sau vài đám mây và mưa, cả hai cũng dần dần trở nên thân thiết với nhau. Hai người cùng nhau vui đùa trên bãi biển, tận hưởng làn gió biển. Soa đã do dự và Lan Yên, nụ cười của Ra Sơ Wang dần dần nhiều hơn. Ở bên Ra Sơ Wang cũng sẽ khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Điều này cũng khiến anh có cảm giác khác với Đại Trang. Cảnh đẹp của rừng hút hồn đàn ông. Cùng phi nước đại trên thảo nguyên, con đường cũng phủ đầy sương muối. Một điều gì đó có thể xảy ra. Một trong những công cụ tốt nhất để có được hình ảnh. Bạn có thể làm điều đó. Khi mệt mỏi, tôi đến bãi biển và ngồi xuống, trò chuyện cùng gió biển dịu dàng. Ra Sơ Wang cũng tiết lộ nguyên nhân cái chết của mẹ anh. Anh ấy nghĩ cha mình là kẻ giết người. Giả vờ như không có chuyện gì, anh ta bắt đầu trêu chọc con quạ nhỏ. Đột nhiên hét lên, anh ấy đã bị chèn ép. Nhìn thấy Tiêu Hoa trong lòng nhất thời đau lòng. Bạn có thể làm điều đó. Chỉ là một số động tác không phù hợp với trẻ em. Cảm giác kỳ lạ này khiến Đại Trang cảm thấy nóng bừng trong lòng. Sau đó cả hai bắt đầu chơi poker cùng nhau. Và nơi này cũng trở thành căn cứ bí mật của hai người. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Điều này cũng đã được du khách phản ánh. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Ngày hôm sau, tôi đến ven đường và chờ đợi. Đại Trang thấy hắn đi ra liền đi theo. Sau đó cả hai lại đến căn cứ bí mật. Bờ biển bí mật và hạnh phúc này. Bạn có thể làm điều đó. Ban đầu là một cuộc hẹn hò rất ngọt ngào. Nhưng vì lời nói của Tiểu Hoa mà cô lại xấu hổ. Cô hỏi Ra Sơ Wang về giá cô dâu. Ra Sơ Wang không muốn cưới cô ấy. Nhìn biểu cảm của cô ấy không giống như đang nói đùa. Tiểu Hoa nhảy xuống biển để sống. Ra Sơ Wang không nói nên lời cũng theo sát phía sau. Sau khi sơ cứu chuyên nghiệp, Tiểu Hoa tỉnh lại. Chỉ là cô ấy đã trở lại với bộ dạng u sầu trước đây. Anh ấy biết, Ra Sơ Wang không có ý định chung tay với anh ta đến hết cuộc đời. Và tình yêu của anh từ cái nhìn đầu tiên có vẻ nhạt nhẽo và lố bịch. Sau khi hai người chia tay, Ra Sơ Wang không còn liên lạc nữa. Nhưng Tiểu Hoa vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Sau khi tìm ra địa chỉ nhà của Ra Sơ Wang, sáng sớm, tôi thay quần áo và đi thẳng đến nhà Ra Sơ Wang. Người ra mở cửa là cha của Ra Sơ Wang. Ông già, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi lập tức mất trí. Sau khi biết rằng anh ấy đến đây để tìm con trai mình, bạn có thể làm được điều đó. Sau đó anh đến phòng. Công việc của bạn. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Ra Sơ Wang tỉnh dậy và có chút bối rối khi nhìn thấy Sâu Hua. Sau khi bình tĩnh lại, tôi kéo anh ra khỏi nhà. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Hành xử vốn đã bất thường của anh ấy đã làm cho Đại Trang cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống cô đơn quanh năm của Tiểu Hoa, hãy để anh ấy nghĩ rằng Ra Sơ Wang là người mà anh ấy có thể dựa vào. Nhưng lúc này, sự tàn nhẫn của anh khiến Tiểu Hoa nhận ra giữa hai người có một khoảng cách không thể hàn gắn. Sau khi Đại Trang nói tránh xa tôi ra, vừa rời xa người đàn ông, đua xe dọc theo con đường rợp bóng cây, Đại Trang trở lại. Khi tôi xem buổi phát sóng trực tiếp, tôi chỉ nói SB, chỉ vì người phụ nữ đó là bạn gái của anh ấy. Tuyệt vọng nữa, anh uống rượu suốt ngày, một người có thể làm được điều đó. Ngày hôm sau anh lại đến nhà Đại Trang. Chỉ là tôi không đến đây để tìm Ra Sơ Wang. Sau khi nhìn thấy Đại Trang rời nhà vào một góc bí mật, đã gõ cửa nhà anh ấy. Người mở cửa vẫn là ông lão. Bước vào, Tiểu Hoa đi thẳng vào thang máy chính. Anh nói anh muốn một mái nhà ấm áp khi anh mở miệng, lão có vẻ ngượng ngùng. Soa nói rằng anh ấy không liên quan gì đến Sâu Sang. Lúc này anh lập tức hiểu mục đích của mình. Chúng tôi đã tập thể dục trên đài với anh ấy ngay tại chỗ. Khi Ra Sơ Wang trở về nhà, anh đã nhìn thấy cảnh này. Anh ấy không thể chấp nhận nó, lao tới vật lộn với ông già. Lúc này Tiểu Hoa nhìn thấy hai người run rẩy, hiện lên nụ cười hạnh phúc. Sau khi Ra Sơ Wang tức giận ném bức ảnh duy nhất chụp ở nhà, vừa bước ra khỏi nhà, bạn có thể làm điều đó không? Tiểu Hoa cũng không còn tâm trạng làm việc nữa, lại bị khách báo cáo kéo xác đầy sẹo.
Đến nhà lão Trang, nhìn bông hoa nhỏ với chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy, lão cường chăm sóc vết thương cho anh một cách chu đáo, đã di chuyển anh ấy, ôm người đàn ông, cầu nguyện cho anh ấy được sống trong ngôi nhà này. Rơi vào sự dịu dàng, ông già trong làng lập tức lấy hết đồ đạc của mình để chụp anh ta. Kể từ hôm nay, bông hoa nhỏ đã thay đổi diện mạo duyên dáng, trở thành bà nội trợ đảm đang. Tuy nhiên, lão Trang là một kẻ biến thái, cảnh tượng tàn khốc không thể chịu nổi khi nhìn vào. Cắt ra một. Bạn nên hiểu. Một lát sau, Gia Sơ Wong trở về nhà sau khi thăm mẹ. Khi nhìn thấy Tiểu Hoa, anh ấy đã hỏi tại sao lại làm như vậy. Sơ Hoa nói rằng tất cả là dành cho Gia Sơ Wong. Rõ ràng là Gia Sơ Wong không tin những gì anh ta nói. Khi trở về phòng, tôi bắt đầu thu dọn hành lý và rời đi. Bông hoa nhỏ bị ám ảnh đã cắt cổ tay. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhưng ở đây tôi nhận được một tin tức. Tiểu Hoa đã có thai rồi. Sau đó, cả hai trở về nhà và chuẩn bị bay đi. Nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi mở cửa và nhìn thấy lão Trang. Anh đã nghe rõ. Ông già tức giận hạ gục Gia Sơ Wong chỉ bằng một cú đấm, bắt đầu đấm và đá anh ta. Vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Hoa đánh bại lão Trang. Đại Trang tức giận đến mù quáng, lật người lại nhèo nhéo, nắm cổ hắn và giết hắn. Sau khi bình tĩnh lại, vẻ mặt anh ta đầy vẻ khó tin. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ anh ta vào một cái túi. Bạn có thể làm điều đó. Gia Sơ Wong gần như suy sụp nhìn Tiểu Hoa. Bạn có thể làm điều đó. Bạn có thể làm được điều đó. Kể từ đó, tôi lại trở nên không được yêu thương.